câu chuyện truyền thanh câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn ngạn ngữ Việt Nam có câu sinh con ai dễ sinh lòng ý chỉ cha mẹ sinh con trời sinh tính thật ra môi trường xã hội nhà trường gia đình mới là nơi quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách của một con người chính những môi trường này cùng cộng hưởng trong việc giáo dục con cái sẽ tránh được tình trạng đổ thừa con hư do nuông chiều thái quá câu chuyện truyền thanh thợ bạc cướp tiệm vàng của tác giả nguyễn thanh dũng đề cập đến việc giáo dục con cái để chúng không là nỗi lo của xã hội của nhà trường và gia đình mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh này qua phần tham gia của các diễn viên tường di dây sơn hồ trải dây tùng hữu phúc dây ông hai cha của sơn kim liên dây bà hai mẹ của sơn minh hiển dây tuấn ngọc loan đọc lời dẫn biên tập và dàn dựng chương trình quỳnh thanh tuấn tại nhà trọ nơi tùng và sơn thuê trọ tùng ngáp liên tục và gọi sơn ôi sơn ôi... ơi tao đang đổi thuốc quá à mày còn tiền hơn cho tao xin chút ít mua thuốc ơi Tao chịu hết nổi rồi Tao cũng hết tiền rồi mày ơi Tao ngáp dài ngáp dáng từ sáng tới giờ nè Vậy chứ ông già mày chưa gửi tiền cho mày sao Bà má tao mới gửi tiền cho tao Nhưng hết rồi mày ơi Đối với mấy cái thằng nghiện như tụi mình á Thì tiền biết bao nhiêu cho đủ Cũng tại tao nghe theo sự rủ rê của mày Nên nghiện ma túy Bây giờ lỡ leo lên lưng cọp á Thì phải leo luôn Tao phải trốn ba má tao lên đây ở Rồi nói xạo với ổng bả là học nghề thợ bạc Nhờ vậy mà ổng bả cung cấp tiền cho tao chích hút Nhưng nghĩ lại thấy ba má tao già Mà gửi tiền cho tao hoài Tao xốn sàng quá chừng à. Tao định tự tao sẽ kiếm tiền lo cho tao Không bám vào ổng bả nữa Tự mày kiếm tiền hả? À nghĩa là mày kiếm việc làm hả Sơn? Nè mày nhìn thấy cái gì đây không? Trời súng ở đâu mày có vậy? đây á là súng của ba tao ổng á là cán bộ cao cấp về hưu ổng giữ khẩu súng này á làm kỷ niệm tao lén lấy của ổng và với khẩu súng này á sẽ kiếm tiền dễ dàng đó trời đất nghĩa là mày định đi ăn cướp hả chứ sao mày bần cùng mà sanh đạo tặc đói quá thì mình phải đánh liều mà đói ma túy thì còn phải liều hơn mày thừa hiểu người dân mà thấy ai dí súng á là họ xanh mặt sẽ giao tài sản cho mình chứ đâu dám chống cự mày á có dám hợp tác với tao không bộ mày tính vô tù hay sao mà đi ăn cướp bao giờ vô tù thì tính bây giờ lên cơn nghiện á mà không có thuốc thì cũng chết à tụi mình là bạn chí cốt với nhau Thế mày dám làm chuyện gì á là tao dám làm chuyện đó hả à? tao đâu có ngán mày nhưng mà tại chuyện này nguy hiểm quá à. dùng súng có thể gây chết người tội nặng lắm nha mày vậy là mày không dám tham gia phải không để tao tính lại nhưng mà bước đường cùng á chắc tao cũng đánh liều một phen thôi Vậy mới là chí cốt Thôi, đi kiếm gì ăn uống Rồi mình bàn tiếp chuyện này Tại nhà ông Hai Cha của Sơn Sơn à, Sơn Dạ, có chuyện gì vậy ba? Con tính đi đâu phải không con? Dạ, con đi công chuyện bơi Công chuyện gì? Lúc trước, một tuần con về mấy lần Đột nhiên cả tháng nay con mới về nhà Vừa về tới thì con lại đi làm sao vậy? Sao con không về thường xuyên để lấy tiền? Rồi hôm nay tiền đâu con sống? Ba biết hôn, tay nghề của con cũng khá khá rồi, nên được ông chủ phát lương cho con. Từ nay ba má khỏi gửi tiền cho con nữa. Ờ, được vậy thì ba má mừng lắm. Bời, bữa nay thằng bạn con á nó mời đám dỗ, con xin phép ba con đi nghe. Để ba nói chuyện với con chút xíu rồi hãy đi. Dạ, vậy ba nói đi. Sơn nè, Nhà mình ở tỉnh, nhưng con lại xin ba lên tận Sài Gòn học nghề thợ bạc. Sao ba thấy bất tiện quá? Hay là con về xứ mình học nghề cũng được vậy con? Học ở đây thì chắc vì người ta dạy tận tình. Ở trên đó, chú của thằng bạn con sẽ dạy nghề cho con tốt hơn đó ba. Ba tính bữa nào lên chỗ con chuyến, coi nơi ăn trốn ở của con ra sao. À, thôi thôi thôi, thôi ba đừng có đi. Ba tuổi cao sức yếu, mà đi xa cực khổ dữ lắm ba ơi. Lúc này lại dịch bệnh tùm lum nữa, Bà đi á, lỡ nhiễm bệnh á, thì càng khổ đó Không có được Nếu không đến chỗ con học nghề á, Thì ba không có an tâm Ba đi một lần chứ có rảnh đâu mà đi hoài Vậy bữa nào con chở ba đi nghe Dạ nếu ba thích á, Thì bữa nào con sẽ chở ba đi Ha, ba ơi Con tính sau khi học nghề xong á, Ba cho con một số vốn Đặng con mở tiệm vàng nha ba Muốn có vốn mở tiệm vàng á, Chỉ còn nước ba bán đất thôi Giờ con ráng học cho thành nghề đi. Ba sẽ nâng đỡ cho con làm ăn. Mà nè, dạo này ba thấy con ốm quá. Mà gần con á, ba nghe có mùi gì hôi dữ lắm à. Bộ con ít tắm lắm hả Sơn? Đâu có ba. Ngày nào mà con lại chẳng tắm. Mà biết tại sao á, con có mùi hôi không? Vì con đi làm xa nhà, buồn quá nên con hay hút thuốc đó ba. Hút thuốc á thì cũng tạm chấp nhận đi, chứ con đừng có nghe bạn bè rủ rê. Rồi chơi ma túy là tàn đời luôn nha Sơn Cho con đi học nghề ở Sài Gòn Nói thiệt á Ba má không có yên tâm Con ráng giữ mình đó nghe Thôi con đi đám tiệc gì đó đi Dạ con đi nha ba Thằng Sơn nó đi rồi hả ông Ờ à, nó vừa đi đó Sao thấy thằng Sơn dạo này Tôi lo lắng hoài à bà Bà thấy nó có gì lạ không Chứ tôi thấy lúc này nó kỳ kỳ sao á Ông nói nó kỳ kỳ là sao vậy ông? Tôi thấy có khi nó buồn buồn Không có muốn nói chuyện với ai Rồi có khi nó vui vẻ một cách thái quá Thì ai cũng vậy mà Ai cũng có lúc vui lúc buồn Ông sao lo diễn vong quá hả à? Tôi à, sợ thằng Sơn nó nghiện ma túy đó nghe bà Làm gì có chuyện nó nghiện ma túy ông ơi Nó làm sao có tiền mà chích ma túy chứ Ông sao hay đón già đốt non quá hả à? Thành niên bây giờ ăn chơi đua đòi theo bạn bè Nên sanh ra hư hỏng tại thằng sơn nó sống xa nhà vợ chồng mình không có thể quản lý nó được nên tôi lo hay là mình bắt nó về đây học nghề khác cũng được mà thằng sơn nó học nghề cũng nửa năm rồi mà ông còn tính bắt nó chuyển nghề khác hả hiển quá nên à nghe cứ nhảy cóc nhảy nhái như vậy thì biết chừng nào thằng nhỏ mới có nghề nghiệp ổn định đây ông vợ chồng mình lỡ phóng lao thì phải theo lao chứ ông cứ để cho con học thành nghề thợ bạc rồi mình cho nó một mớ vốn mở tiệm vàng lúc đó chắc chắn cuộc sống nhà mình sẽ khá hơn vợ chồng mình cũng an tâm mà hưởng tuổi già ông ơi tôi không biết sao mà thằng Sơn nó cứ lần lửa không có muốn cho tôi lên chỗ nó làm không biết nó có giấu vợ chồng mình chuyện gì không đây thì con nó sợ ông lớn tuổi đi đường xa vất vả đó mà nhưng lúc này hạn chế ra đường nha ông chờ qua dịch bệnh thì muốn đi đâu cũng được để chờ đến hết dịch bệnh tôi đi chứ lúc này đi xa tôi cũng không có an tâm bà. Thôi, vô nhà ăn cơm, tôi cũng đói bụng quá rồi nè. Và cứ lo lắng cho con, nên sau khi ăn cơm, ông hai giờ buồn kiểm tra đồ đạc trong tủ thì phát hiện mất khẩu súng của mình. Bà ơi, bà! Có chuyện gì mà ông hút quán dữ vậy? bà có thấy khẩu súng của tôi không? tôi có ở trong tủ sao giờ đâu mất tiêu rồi? súng ống gì của ông tôi sợ dữ lắm, có bao giờ tôi dám rớt tới đâu? ông coi có cất chỗ nào rồi quên không đó? mà ông kiếm kỹ chưa? kỹ chứ sao không? chẳng những súng mà đạn cũng mất luôn rồi. nhà này có ba người, bà không lấy thì thằng Sơn nó lấy chứ không ai khác hết á. nhưng thằng Sơn nó lấy súng của ông làm gì? biết đâu nó muốn có súng đạn phòng thân khi sống xa nhà. nếu như vậy thì nguy hiểm dữ lắm. Lỡ nó đánh lộn với ai á Rồi nó lấy súng bắn người ta là ăn quả Khẩu súng này tôi cất giữ bí mật Bây giờ lộ tẩy Thì tôi mất mặt lắm à Tôi không hiểu làm sao á Ông nghĩ hưu mà còn đem súng về nhà chi Rồi bây giờ cứ nơm nớp lo sợ Thằng Sơn nó cũng nóng tánh Nó mà có súng trong người á Thì không ổn đâu Giờ ông tính sao đây ông Khổ nổi là mình không biết chỗ ở của nó đây nè Bây giờ làm sao gặp được nó đặng hỏi cho ra lẽ cái chuyện này đây Ông điện thoại cho nó hỏi ký xem sao. À, à, à. để tôi điện thoại liền mới được. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Trời ơi, không có điện được bà ơi. Nhưng lỡ chủ nhật tuần này nó không về thì sao ông? Thiệt tình á, bây giờ lòng tôi nóng như lửa đốt vậy á. À. Ông bà Hai đang la lắng thì vừa lúc ấy có một anh công an bước vào. Dạ, xin lỗi. Có phải bác đây là cha của em Nguyễn Minh Sơn không ạ? Hà, à, đúng rồi. Tôi là cha của thằng Sơn đây. Nhưng mà chú công an tìm tôi có chuyện gì không vậy? Xin lỗi bác, có phải khẩu súng này của bác không ạ? À? Đúng là khẩu súng của tôi. Nhưng tại sao khẩu súng này lại trong tay của chú công an vậy? Sơn đã dùng khẩu súng này để cướp tài sản của nhiều người. Và liều lĩnh hơn, Sơn đã tổ chức cướp một tiệm vàng. Bây giờ Sơn cùng bạn tên Tùng đã bị bắt rồi đó bác Trời ơi Thằng thằng Sơn đi cướp tiệm vàng hả Thiệt là hư đốn mà trời Nhưng mà nó đang học nghề thợ bạc đó chú công an Dạ Sơn Đã nói dối với bác là học nghề thợ bạc Để có điều kiện thỏa mãn cơn nghiện Chứ Sơn đâu có học gì đâu bác Sơn đã khai nhận hết tội lỗi rồi Còn khẩu súng này á Sơn lấy của bác để cướp tiền của rất nhiều người Khi có tiền á Thì Sơn tha hồ lao vào tiêm chích ma túy thằng sơn nó nghiện ma túy mà còn đi ăn cướp nữa đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính mà chuyện mà tôi và ông lo sợ nay đã xảy ra rồi ông ơi như vậy là thằng sơn nó nghiện ma túy mà hai vợ chồng mình không có hề hay biết gì hết trơn cũng tại mình để con cái sống xa nhà nên mới xảy ra cớ sự như vậy đây nè nguyên nhân khiến sơn phạm pháp cũng từ chuyện nghiện ma túy mà ra đó bác nhưng khẩu súng này ở đâu bác có vậy đây là khẩu súng khi về hưu tôi giữ lại để làm kỷ niệm. Bác làm như vậy là sai rồi. Lẽ ra khi về hưu, á, bác phải gửi lại khẩu súng cho cơ quan chủ quản. Chuyện giữ súng của bác á, đã là nguyên nhân khiến cho Sơn phạm pháp và sẽ bị tù tội đó. Bây giờ tôi hối hận thì cũng đã muộn rồi. Cậu ơi, vậy là thằng Sơn nó ở tù hả cậu? Dạ, tội của Sơn như vậy á, làm sao tránh khỏi tù tội được bác? Bác biết không, khi bị bắt về đồn công an á, thì Sơn đang lên cơn nghiện tụi cháu phải bắt sơn tập thể dục nè rồi hít đất nữa như vậy sơn mới tỉnh đó bác điều này chứng tỏ sơn đã nghiện nặng lắm rồi đó bây giờ thằng sơn nó vừa nghiện ma túy vừa bị truy tố ra tòa cũng tại tu với bà lơi lỏng trong việc quản lý giáo dục con cái nên xảy ra cái chuyện tệ hại này mà tất cả cũng vì khẩu súng ngày xưa tôi giữ lại chính ông đã hại con rồi đó bấy lâu nay vợ chồng mình cứ nghĩ thằng sơn đi học nghề thợ bạc nếu nó là thợ bạc thật sự thì có đời nào nó lại đi ăn cướp tiệm vàng dù gì thì chuyện cũng lỡ rồi bác hai bác có buồn cũng vậy thôi à cháu còn mong sơn sau khi mãn hạn tù trở về sẽ trở thành người công dân sống có ích cho gia đình và xã hội bây giờ nếu hai bác muốn đến thăm sơn thì cháu sẽ đưa hai bác đi ông đi mình đi vào trại giam thăm con ông ơi thiệt là con với cái mà nuôi nó lớn tới chừng này rồi á mà nó hư hỏng như vậy đây nè tôi xấu hổ quá bà ơi chẳng những vậy mà nó còn làm liên lụy tới tôi nữa đây nè ai biểu ông giữ khẩu súng đó ăn chi vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh Thợ bạc cướp tiệm vàng của tác giả Nguyễn Thanh Dũng. Đến đây, chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long xin được khép lại. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện xin hẹn gặp quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái, chào tạm biệt.